Vụ gì đây? Tao nghe bà ngoại mày nói. Sao? Cái gì mà khó chịu vậy? Vụ gì? Cho mẹ quay cái con, cho mẹ quay cái thôi. Nhanh lên. Đạt, đạt, đạt quay đạt. Trời ơi, cho mẹ coi coi. Mày nó dễ cưng dữ vậy trời. Ai dạy con đặt đồ kiểu này vậy? Ai dạy vậy? Thôi vớ, mở ra nha, mở ra nha. Mở vớ ra nha. Rồi cái bọn. Con ơi, con mấy tuổi mà con còn bịch cái đó nữa. Chắc ngoại chơi hả? Vụ gì? Đi đâu? Hả? Vụ gì con? Ha, con nói tên Ngọc rồi, nay Ngọc nói được rồi là kêu Ngọc. Ngọc với Ngọc đây. Hả? Ngọc cô 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 chó kìa cô cô. Trời ơi, coi cái xì tai của nó kìa, chịu nổi không? Tử này bị gì đây? Mở ra nha, mày mở ra nha. Sao vậy? Tao dữ lắm đó ngoại. Bao vô, bao vô, bao vô, bao vô. Thôi tao chịu ba tử bao. Mày coi coi. Ui cho cho, để mày làm cho. Cái này của em mà. Mẹ mày bao nhiêu chó? Mày bao nhiêu chó? Con chó. Ồ, ôi, kêu chó, kêu chó. Ông Ngọc. Con kêu chó này. Sao có mặt kia, có mặt kia. Nào lướt lại, lướt lại, lướt lại, lướt lại. Ồ, con kêu chó đi, con kêu chó rồi. Con kêu chó đi. Con kêu chó đi. Trời ơi, vô mất tiêu rồi. Đi vô rồi. Mày coi cái mày con thôi. Ngọc cưng quá. Tao 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 tao. Tao ngồi lên với mày con coi. Sao? Đạt không quay em. Đâu quay đâu? Nay tao không có chịu quay nữa đâu Đạt. Ba đâu? Ba. Ba con đâu? Ba. Ủa cái miệng nè. Ba đâu? Đủ cái miệng nè. Không. Để mày coi coi. Hả? Nè mày coi này, cho cô chú coi cái phòng học đồ của nó kìa. Đây mày gắn gì vô chân. Mày gắn gì vậy? Sao? Nè nó lớn rồi, nó lì quá à. Con nó tự mang nè, hồi trưa thì nó mang này đi ngủ không vậy? Ừ. Hồi trưa nó mang vớ của em á đi ngủ. Của thằng Vin á. Của em á, em bé nha. Nha. Có nghe mẹ nói không? Đó con liếc Đạt coi. Liếc Đạt coi. Chết rồi, chết mày rồi Đạt ơi. Liếc rồi, liếc rồi. Liếc rồi. Liếc tay. Ờ liếc tay coi, liếc tay coi. Liếc. Trời ơi, trời ơi. Liếc tay coi. Liếc coi. Ồ. Nó dễ thương dữ rồi trời. Nay tao dán thiếu nữ rồi đó. Mà con quậy quá à. Nhi đâu? Có. Nhi đâu? Có. Chó. À, chó, ờ chó vô nhà rồi. Nè nè, đi chó đi. Sao? Nhát quá à, dũng thì sao ta? Nhát ghê quậy. Nè, ơ quậy. Ghê quậy. Suốt ngày chơi với quậy không à. Không quay nó quay tao chi đạt. Lắp đâu, lắp tao dở hung nha. Đâu? Đâu? Cậu Ti. Cậu Cậu Ti. Nó kêu chó. Cá. Nó vô rồi, nó vô rồi. Con chó nó kêu sao? Nè, mẹ nói nè, cái này của em vô ở đây đi, trả cho em đi. Chó kêu sao? Wow, wow, wow. Trả cho em bé đi. Đi. Không. Không. Dữ ghê không? Có mặt nó dữ ghê không nè. Ủa, cô chú mặt nó dữ ghê không? Giờ gì cái này đâu có tìm cái rồi. Lý tay. Lý tay. À liếc con liếc tay cái đi xong rồi Ti kiếm rồi cho con. Liếc đi. Cậu Ti nhiều con kìa. Có. Ừ có, để mày kiếm chó cho. Chó chứ có gì? Chó kêu sao? Có. Chó đâu? Nó kêu phá. Ừ. Để xíu nữa nha, mày giờ mày mua cho con chó nha. Nha. Chị con liếc đạt cái đi. Liếc đạt cái đi xong rồi rút chị hạt. Ồ, ngầu ồ chết mày rồi đạt. Ồ. Đâu con liếc cái nữa coi. Con liếc đạt cái nữa đi rồi mày chở đi mua chó. Đi đi. Liếc đạt cái nữa. Liếc. Ừ, ba. Ôi, liếc đi. Ông. Thôi nè, bye bye tình. Ông ơi. Ông. Rước chị hai nè. Ông ơi, nó kêu. Đi rồi, bye bye cô chú đi rồi đi rước chị hai. Đi đi. Bye bye. Bye bye, bye bye cô chú đi.
Bye bye. Bao nhiêu này? Mi gió. Ồ, cưng ghê không? Rồi rước chị hai nha. Quỳ gói xuống như thế này. Quỳ gói xuống. Thẳng chân lên. Rồi xanh hai tay lại. Đứng thẳng lên. Như vậy. Rồi đứng thẳng. Thẳng chân lên. Thằng không biết cách quỳ gói nữa hả? Xanh hai tay lại. Giờ quỳ gói cho lại. Rồi đứng thẳng lên. Con là làm anh hai. Xanh hai tay đàng hoàng. Quỳ gói xuống không được cứng chân gì. Con làm anh hai. Tại sao con lấy nước con nhìn giật với em đổ đầy đó. Hồi sáng tới bây giờ quậy lau nhà. Con cứ biết quậy mệt lắm không? Hả? Con biết quậy mệt. Mà tại sao con nhìn giật con đổ nước đầy chưa? Muốn ăn muốn uống gì con xin quậy. Hay là ông quậy ơi lấy này cho con. Có nghe không? Quậy mới cho ăn cơm uống cho ăn đầy đủ mà. Hả tay giờ? Chứ miệng dạ đâu? Giặt không hả? Miệng dạ đâu? Từ đây tới sao? Đứng dậy xin lỗi vậy. Là sao con dám nữa? Từ đây tới anh nói em nghe là em nói anh nghe như chưa? Không được cãi bướng nữa nha chưa? Thằng này sao? Mày hay sấy đó. Sao? Xin lỗi vậy. Là sao con không dám? Mấy mốt phải cho coi trình hình cái loại hoặc hình nào là phải nghe lời cái đó. Không được mở domain nha chưa? Nghe hay không? Đứng lại ôm vậy. Hai nghe. Không ôm quýt. Kích lại ôm vậy. Vậy không quýt. Rồi vậy lại nằm nó chơi. Thấy thương không? Ngày nào bà quậy cũng trăm năm nữa, thêm thằng này nữa nè quậy. Thêm thằng này nữa. Bà quậy chị nó đi, nó khóc quá ngày à. Thôi ừ. Ngọc sợ quậy không? Ngọc có sợ quậy không? Có. Có, trời ơi. Nhi có sợ quậy không? Nó lớn lên. Ngọc có sợ quậy không? Có. Bà quậy hiền không? Bà quậy hiền hay dữ? Ồ, 5 người hết nửa chục rồi nè. Đây, nửa chục của bà ngoại nè. Dạ. Ồ, ơ. Đứng dậy lại ngồi ngoại. Rồi, mấy đứa lại ôm bà ngoại đi. Mấy đứa lại ôm bà ngoại đi, mau lên. Ngọc ôm ngoại đi, ôm mama đi. Có chạy ôm ngoại. Không. Không đâu, cưng dụ đại. Đừng lắm ma. Ngoại quýnh thằng này nè. Không biết à. Để ngoại. Lại đây. Đi bye bye con chú đi. Bye bye con chú đi. Bye bye. Mấy đứa phải ngoan nghe lời ngoại nghe chưa? Đứa nào ngoan nghe dạ coi. Gơn. Đứa nào thương ngoại. Đứa nào thương ngoại. Ngọc có thương ngoại không? Ngọc có thương ngoại không? Thầu ô, con trai nó lì kìa trời ơi. Ông nhỏ biết nữa lớn rồi sao đây nữa. Nhớ thương ngoại không? Không, trời đất ơi. Mày gan quá rồi Gơ ơi, mày không thương bà ngoại mày hả? Ngoại mày nuôi mày từ thở còn thơ tới bây giờ đó. Về Đà Nẵng đi. Đen như bao công. Trời ơi, con đất nè. Hai thằng không? Không luôn. Trời, ta đây xếp đồ về nè, về nội. Thương quá. Ta đây xếp đồ về nội. Hai, thằng cô khóc rồi. Nghe Nhi với ba cô chú đi. Nó mình Nhi hương ngoại à. Nhi hương ngoại đi. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.